Chiều ngày 15 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Tường tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Quý 2 năm 2024. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục được duy trì. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 595 tỷ 533 triệu đồng, tăng 737 triệu đồng, tổng dư nợ đạt 594 tỷ 929 triệu đồng, tăng 1 tỷ 275 triệu đồng, tăng 0,21% so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 65 tỷ 144 triệu đồng, tổng số nợ quá hạn là 1 tỷ 15 triệu đồng, chiếm 0,17% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 68 triệu đồng, hướng dẫn cài đặt cho 687 khách hàng sử dụng smart banking đạt 111%. Tổng dư nợ ủy thác đạt 587 tỷ 500 triệu đồng, chiếm 98,7% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng so với đầu năm là 202 triệu đồng, tỷ lệ tăng 0,03% với 12.824 khách hàng vay vốn, ủy thác qua 102 hội đoàn thể cấp xã, 349 tổ tiết kiệm và vay vốn. Quý 3 năm 2024, Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, phấn đấu nguồn vốn đến cuối năm đạt 630 tỷ 258 triệu đồng, tăng 35 tỷ đồng so với 30 tháng 6 năm 2024, tổng dư nợ phấn đấu đến cuối năm đạt 628 tỷ 877 triệu đồng, tăng 34 tỷ đồng so với 30 tháng 6 năm 2024, nợ quá hạn giảm từ 30 đến 40 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như các giải pháp khắc phục nợ quá hạn, việc cho vay với các đối tượng chấp hành song án phạt tù. Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan để lập hồ sơ đối với các đối tượng đã bị tuyên án thi hành án. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội, huyện kết luận và thống nhất một số nhiệm vụ trong quý 3 năm 2024, trong đó ngân hàng chính sách xã hội chủ động tham mưu với ban đại diện hội đồng quản trị, triển khai thực hiện chỉ thị số 40 CTTU của ban bí thư, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, công khai khách quan, đúng quy trình, đồng thời đôn đốc thu hồi các món vay nợ quá hạn, giảm thấp nợ quá hạn, hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh. Thường xuyên quan tâm thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động trung bình, yếu kém. Đối với các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo việc giả soát nhu cầu vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các hộ đủ điều kiện có nhu cầu đều được vay vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.